đông như bác nhớ ha, ráng giữ ấm. Giữ ấm để đừng có bị cảm lạnh ha. Lặng một lâu em đứng trong sầu nhớ. Dữ hả anh? Dạ. Xưa anh có đi thi. Có chứ, có chứ. Dạ. Thấy trời, anh thấy có chỗ này chỗ nọ mấy người tới nhà tới trên móc một chút cái chỗ sông của anh là thấy nghiêng quá. Dạ. Thi đến móc là thi bây giờ là thi ở đây hay là xưa ở Việt Nam? Ở đây anh. Ở đây nữa. Dạ đây nhé. Ở đây thì thi đến móc thi ở đâu? Thì chỗ nào tổ chức rồi đi. Vậy đó. Yeah, yeah. Rồi. Bà gọi lên bác. Bà thả cái chân ra. Một. Hạ xuống. Trong. Hai. Tiếp tục bác. Đã sẵn rồi. Ba. Bác sẽ đi cho chậm vậy. 4. Tiếp tục. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cái đầu gối cao lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bay khuất sau màn sương. Ra nhà đó khi mà bắt hồi anh cũng phải nhắc bác thẳng chân ra. Thì cái chân bác là hồi này nó vẫn cứng ha. Hai thằng đó nó vẫn cứng. Dạ. Đang ngồi là phải dán cái chân. Dán cái chân ra. Dạ. Cho nó duỗi chân cho nó dẻo. Dạ. Nếu không bác nó càng cứng. Nó càng cứng á.